Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc diều giấy mini. Các bạn có thể để ở trước quạt gió. Các bạn có thể đi thả ngoài đồng hay các bạn chạy ở ngoài đường đều được nhé các bạn. Như đây các bạn có thấy chiếc diều giấy đang bay trước quạt của mình. Rất là hay phải không các bạn? Nào, các bạn hãy cùng xem mình làm và các công dụng cụ của nó nhé. Thì đầu tiên các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu để làm khung diều. Thì đây mình đã tìm được một cái chổi và lấy cái sợi chổi này để làm khung diều nha các bạn. Mình sẽ lấy 2 sợi. Đối với chiếc diều giấy như này chúng ta chỉ cần 2 sợi thôi. Và các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy hình vuông khoảng 7,5cm. Và rồi dụng cụ tiếp theo chúng ta cần là một cuộn băng dính. Các bạn có thể dùng dính hai mặt hoặc băng dính một mặt đều được. Chúng ta cắt một đoạn nhỏ và bé để có thể vừa với cái chiếc diều của mình nhé. Ở đây mình sẽ cắt một sợi rất là nhỏ để có phù hợp với cái lan cái của mình. Như đây mình đã cắt được một mẫu như thế này vừa đủ rồi. Sau đó chúng ta dán vào đầu góc nhọn nhất của chiếc tờ giấy. Chúng ta sẽ dán như thế này, miết chặt nó lại. Và giờ mình đã cố định được một đầu và còn đầu còn lại mình sẽ cố định bằng tất cả băng dính như trên. Vậy là chúng ta đã xong một khung thẳng của một chiếc diều giấy rồi nhé. Và tiếp theo mình sẽ làm một khung diều hình cung. Các bạn cố định một đầu ở góc bên này sao cho chúng ta để hở một ly. Các bạn dán băng dính làm sao cho miết thật chặt để băng dính của chúng ta sẽ không bị bung khi lên trời gặp gió và gặp nắng. Và rồi chúng ta cố định đầu còn lại, cố định thân giữa và cố định làm sao khung diều của chúng ta có thể chắc chắn bám với cái thân diều của chúng ta. Tiếp theo chúng ta đi làm đuôi của diều nhé. Các bạn lấy một tờ giấy màu khác và các sẽ cắt nhỏ ra. Chúng ta sẽ cắt làm sao cho chiếc diều của chúng ta dài khoảng 30cm. Và giờ chúng ta sẽ lấy một băng dính và dán vào đầu đuôi của nó lại. Đối với chiếc diều giấy như thế này, chúng ta cần làm một cái đuôi thật là nhỏ để làm sao cho chiếc diều của chúng ta không bị lặn. Đối với chiếc diều giấy như thế này, các bạn có thể làm hai bên vây ở hai đầu cánh của nó thành màu khác nhau cũng được. Như ở đây mình đã lấy màu giấy màu vàng để tạo sự khác biệt khi chiếc diều bay lên và có sẽ hình màu vàng và màu tím. Rất là hay phải không các bạn? Vậy là mình đã dán xong đuôi cho chiếc diều rồi. Bước tiếp theo chúng ta nên buộc lèo cho chúng. Lèo của diều rất quan trọng. Thì các bạn sẽ lấy một đoạn dây chỉ và buộc vào đoạn đầu này. Chúng ta sẽ buộc thật chặt để làm sao khi diều bay lên cao sẽ không bị tuột. Các bạn sẽ không bị bay mất diều. Và đầu còn lại chúng ta sẽ buộc vào đuôi của diều. Cũng như vậy các bạn buộc thật chặt nhé. Và giờ mình đã buộc xong chiếc lèo rồi này. Bây giờ mình có thể đem đi thả diều được rồi đấy. Các bạn đã làm đến đây chưa? Bây giờ mình sẽ buộc chiếc diều này và thân cái quạt cây để sẽ tạo gió và cho nó bay nhé các bạn. Một chiếc diều giấy mini.